Alright, quay trở lại với kênh nè. Để xem được hôm nay có ai nhắn gì không nha. Hey hey, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Đăng Kỳ Anh đây. Và mình xin lỗi vì phải đợi các bạn đợi lâu với cái việc video mới của mình trên kênh này. Thì các bạn đã thấy đấy, có video là 4 tháng trước. Thấy nó cách xa nhất là 4 tháng, 2 tháng, 3 tuần. Giống như là mỗi video là mỗi tháng ấy. Thì có video là tới tầm mất tới tầm 2 tháng mới có lại. Thì xin lỗi vì đã phải đợi các bạn đợi lâu như thế này. Do là mình hơi bận bịu chút xíu. Hè có một phần vài phần nhỏ đây cho mình lười. Và đây, và mình sẽ có thông báo mới cho kênh mình. Là bắt đầu từ hôm nay mình sẽ bắt đầu quay lại. Không như mấy cái lần này nữa đâu. Và lúc đó mình cũng sẽ tạo ra một cái kênh mới. Đó chính là Kỳ Anh Gaming. Đây, cái kênh Kỳ Anh Gaming này rất là mới. Đây, nó mới có 3 subscribe. Do mình chưa đăng gì trên đó hết. Nên là những ai mà thích chơi game, thích xem mấy video chơi game ấy, thì các bạn có thể xem trên kênh mới của mình. Đó chính là Kỳ Anh Gaming này nha. Rồi, và bây giờ kết thúc rồi đấy. Hết rồi. Thì chúc các bạn một ngày tốt lành. Và bắt đầu từ đây mình sẽ quay lại nha. Và xin chào các bạn và bye bye.